Cũng như con cũng được biết là Đức Phật cũng có nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Gần đây thì bé Thiền Lam có nói là bé sau này bé sẽ là Bồ Tát Như Lam. Như vậy thì theo như thầy thì những cái câu nói đó nó có quan đường không? Hay là nó chỉ là bé nó nói gì là có đúng rồi không thầy? Cái đúng hay cái đúng cái sai đó để ngày sau con giải, Dạ. chứ bây giờ không ai xác định cho nó được hết. Yeah. Hả? Không ai xác định cho nó được hết, nó là chỉ là nói chung, cái nó là con nít, nó muốn nói sao nó nói. Dạ, yeah. Tại vì cũng từ những cái câu nói của bé đó mà rất là nhiều là những cô chú lớn tuổi bình luận ở trong những video hay hoặc là có nhắn tin cho con nói là bé là Bồ Tát tái thế. Không. À, thành ra là con muốn hỏi thầy để coi theo như thầy là có phải là Bồ Tát tái thế như những cái bình luận hay không? Cái bình luận Bồ Tát tái thế á, là do người lớn của mình bình luận thôi, Dạ. còn con cháu nó còn nhỏ quá thì mình không nên chấp nhất nó. Dạ Tại mình sao mình là đầu bạc hai ba thứ tóc trên đầu mình nói còn chê chịch, còn Dạ. con nít nó mới lớn lên nó mới hiểu thông suốt, mình hỏi nó mới nói thôi, chứ còn độc lạ bình dương không đưa lên cũng chẳng ai biết được chuyện gì đâu. Dạ. Cho nên nó là cái đó là để mình học hỏi theo đó, cho con cháu mình học hỏi theo nó đó. Con ta mới có bà lớn đó mà ta biết ăn chay niệm Phật, ta nói những điều hay lẽ phải, ta nói về Phật pháp, còn tụi bay mở miệng ra tục tiểu thô tục này kia kia nọ vân vân, cái đó là mình phải nên chỉ cho con cháu mình học theo cái đó. Chứ Dạ. còn mình đã lớn tuổi rồi thì mình không nên chấp nhất con cháu, nó ăn chưa no lo chưa tới, cái việc đời nó biết chưa tới đâu nữa, Dạ. nó chưa biết cái nói cái đó là phạm tội hay không nữa Dạ. đó. Cho nên mình chứ còn mình còn thằng con nít nó nói gì nói kệ đó thì mình châm chế nó đi. Còn tôi thấy từ cái ngày mà độc lạ Bình Dương đưa lên rồi đó, có nhiều ông già bà cả cũng là xe xua với bé Từ Lam này, nó đều ra đều không đúng. Dạ, cũng như sân si ha. Cái mình sân si tới ông thầy chùa mà cũng còn sân si với bé Từ Lam nữa. Nó Dạ. là con nít tôi phải nói bậy, tôi dám nói đó, con nít tôi phải nói bậy thì mình phải châm chế cho nó chứ. Dạ. Mình lớn rồi mình còn nói sai đây nè, đừng nói con nít. Rồi lên nói cái gì 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 phải tổn thọ mày. Tôi nói thiệt á, tôi mà làm cha làm mẹ làm ông làm bà của bé Thường Lâm là tôi thương mấy người của cháu tôi á. Dạ. Gủa là gủa câu nào? Gủa tổn thọ. Dạ. Nó mới có ba lớn rồi mình nào mình gủa nó, mình phải học nó thông minh, mình hiểu nó thông minh sao lại gủa nó. Dạ. Vâng, lời đầu tiên Tiến Dũng và thầy Hải Tâm Linh thân ái mến chào tất cả quý cô chú chị và các bạn thân mến. Vừa qua thì chúng ta đã xôn xao về câu chuyện của bé Thường Lam ở Đồng Tháp. Gần đây thì bé được cộng đồng yêu thích cũng có mà phản bác cũng có rất là nhiều cái ý kiến thuận chiều và trái chiều, là bởi vì bé còn nhỏ nhưng mà lại ăn chay, rồi tiếp đó là thuộc những bài chú cũng như là chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, rồi những bài cúng lại của Đức Thầy, và đặc biệt là một điều là bé gặp những người lớn tuổi khuyên ăn chay niệm Phật đó, cho nên là bé cũng được rất là nhiều bà con yêu mến. Hôm nay thì đến đây để gặp thầy Hải và nhờ thầy Hải có thể chia sẻ qua câu chuyện của bé. Hôm nay thầy có xem những video của bé Tường Lam không thầy? Tôi có xem qua là 1 tiếng đồng hồ sau là tôi hay rồi Dạ. đó, thì Thì có mấy con theo tiếng đồng hồ sau thì đâu 1 triệu mấy view gì đó là Dạ. bên kênh của Độc Lạ Bình Dương. Thì tôi thấy cháu nó lớn lên trong cái lúc mà mới có 3 4 tuổi Dạ. thì trên cộng đồng mạng để sao mình cái clip nó để sao thì mình biết như vậy, Dạ. thì thấy đứa cháu này là mặt mày nó cũng sáng sủa thông minh tươi tốt, nhưng mà cái bộ nhớ nó có Dạ. nó, cho nên con nít mà ai nói sao thì nó học vậy, Ừ. ai nói sao thì nó hiểu vậy, thì nó rồi tự nó phát tâm lên nó nói lên thôi, chứ đó là một cái mầm mống của đất nước, Dạ. cái tuổi trẻ tài cao đó. Chứ nó không mình cũng chưa mình cũng chưa phân định nó là cái gì, Dạ. tại vì cái ăn chưa no mà lo chưa tới nó, cái tuổi ăn học của nó mà. Nhưng mà nó lớn lên thì nó nghe được ông bà cô bác trong nhà trong vòng trong họ nói gì đó vân vân, thì ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì con nít lại gần mấy người ăn chay niệm Phật tu hành này kia nọ vân vân thì nó học theo cái đó. Dạ.
Thế cho nên nó phát ngôn lên những lời nói đó là những lời của nó phát tâm lên đó. Chứ không ai xúi nó được. Bởi vì con nít nó nói cái gì là có. Nó biết cái gì nó nói cái đó. Chứ không ai bận mạng nó được. Dạ Coi như là theo như thầy nghĩ thì có nghĩa là bé thì với mẹ bé thì nói là bé tự trong đầu nghĩ ra những cái biết những cái lời chú đó, những cái lời kinh đó, chứ không phải là học trong sách ra. Theo như thầy thì cái việc đó theo, có đúng không thầy? Theo thí dụ hỏi tôi cái câu đó thì tôi trả lời thường khi từ cái tuổi ăn học, bất cứ quan dân nào cũng vậy, không thầy đố mày làm nên. Thì không có thầy thì cũng có người này người kia nói nó biết, chứ nó không có tự biết được đâu. Tại vì cái tuổi trẻ, thí dụ bây giờ nó đang khóc lóc hay là nó đang cái gì đó nhân dân, thì mình bắt câu kinh lên, mình bắt cái bài giảng lên, rồi nó ngồi nó nghe, nó lắng nghe được. Nhiều ngày nó học hỏi, nó nhớ lại trong đầu nó. Cho nên cái đó là nó cũng do nói một cái mà tự nhiên là không có. Tôi khẳng định là không có. Phải có ông bà chú bác cha mẹ cô gì trong nhà, hoặc là bắt đĩa đồ lên cho cháu nó nghe, rồi nó mới thuộc đi. Coi như là cháu nó phải tiếp thu từ những cái lời kinh kệ đó, như chẳng hạn như là điện thoại mở hoặc là truyền hình vậy đó ha. Thì nó phải mới có nghe được, nó tiếp thu, nó mới nhớ, nó tiếp thu được, nó nhận thức được, nó chứ biết. Không thể nào mà không có học mà lại biết được cái những đúng cái rồi. Điều đó. Cũng như nhiều người nè, nhiều người lớn nè muốn hỏi tôi đi theo tôi đang học đang cứu đời, học cứu đời mà ngồi ở nhà cầm cuốn sách học đâu có biết. Phải thấy tôi thực hành, phải thấy tôi làm sao, cái gì làm sao học mới được. Chứ còn ở nhà biên cho học 30 cuốn 100 cuốn cũng được nữa, mà học không biết, không thực hành là không bao giờ được. Nó cũng như hạn như cái tuổi của mình nè, bây giờ học lái xe thì hai bánh đó, thì bây giờ đó là vô đăng ký học rồi ta đưa cho mình cuốn sổ để về để học học lực, đâu biết đâu, tôi lật ra tôi đâu biết đâu. Tới chừng tôi nhờ em tôi nói thôi mày mua giùm tao luôn đi, chứ tao giờ tao đâu có biết học đâu. Thì nói ông nội vô đi, nó phân tách cho nghe dễ ợt. Thì vô đó người ta mới chỉ mình câu nào hiểu cái gì cái nào, câu nào hiểu gì cái nào mà mình học được đó. Thì cho nên con nít nó nghe được những lời giảng của thầy Pháp Hòa, thì hay là những nghe những bài kinh, kinh tiếng Phạn hay là kinh tiếng Ấn Độ, tiếng Bali này kia kia nọ vân vân, con nít nó dễ học, dễ nhớ lắm. Giống như là một cái trang giấy trắng vậy thế, đầu óc thì bắt đầu nó là một trang giấy trắng, ai viết vô là nó cứ nhận thu được. Là nói mấy đứa trẻ cái mặt con Trường Lam này là nó thông minh, mặt thông minh ha, sáng cháu bé này là thông minh sáng suốt đó, cho nên nó mới là như vậy được. Chứ còn mình lớn mình học có khi còn vượt mà nó, chẳng hạn như tôi đi đâu tôi đâu có học thuộc lòng đâu. Tôi đọc chữ, đọc nguyên cuốn không à. Mà cái đó là do tiếng nhịp mỏ ha. Nhịp mỏ cái hơi đi tới đâu rồi nó bắt đi ngay luôn. Dạ Nó vậy đó. Coi như là thầy cũng tụng kinh là thầy cũng phải đem cái tôi tụng kinh là tôi cũng đem theo. Đem cũng kinh theo. Cũng như là chú Lê Mi là thầy thuộc không thầy? Được thuộc. Thầy thuộc luôn ha. Chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm thì ít dùng. Chú Đại Bi là đọc chú Đại Bi giảng sanh với Bát Nhã này kia, nói chung ở đây cái gì mình đại khái mình sử dụng thì mình dành. Còn Lăng Nghiêm đồ thì tự tụng ở nhà thôi, thì lâu lâu tụng chứ không có thường. Cái nào mà tụng thường là nó nhớ miệng hết trơn à, nhớ nhiều. Nó vậy đó. Còn cái chuyện mà cũng như mà bé nhìn người mà đón cái tuổi thọ đó thì theo như thầy diện là nó có đúng không thầy, hay là cái nó nhìn người là tôi không thấy nó nhìn người. Tại vì Độc Lạ Bình Dương hỏi thấy biết chú Phú sống được bao nhiêu tuổi không, thì cái đó là tự nó phát tâm thôi. Chứ phải chi mà nó còn nó coi tai coi tướng gì đó rồi nó đón, nó chẩn đoán mình là người tuổi thọ bao cao á. Thì cái đó thì mình nói nó này kia kia nọ, hay là bà con di luận nó là chuyện này chuyện nọ vân vân. Nó vậy đi. Chứ còn cái này tôi nghe lại Độc Lạ Bình Dương hỏi theo bé thấy chú Phú bao nhiêu tuổi, thì nó tự nó phát tâm tự nó nói thôi. Chứ đâu phải nó ngồi nó coi bói đâu mà nó biết cái chuyện đó. Coi như là nói chơi vậy đó ha, nói giỡn vậy đó ha. Còn trong sách vở mà nói ra cái người tuổi thọ nào nó có nhiều khi không có nữa. Nó chứ đừng có nói bé Trường Lam. Nó cho nên cái này là tự mình hỏi nó rồi nó nói thôi, chứ không ai ép nó hết. Cái này là mình ép nó đó.
Mình ép nó hỏi chú Phúc theo, coi chú Phúc tuổi thọ chú Phúc được bao lâu, thì nó nói là 87 tuổi. Tôi có nghe rồi đó. Một ngày chỉ coi được hai, chỉ nói được hai người thôi. Chứ nếu mà nói nhiều quá thì bị bệnh nữa. Cho nên á là nói cái đó là quan cho bé, tại mình ép người ta. Dạ. Chẳng hạn như giờ ví dụ hỏi tôi thầy sáng giờ ăn cơm chưa, tôi nói ăn rồi chứ tôi dám nói chưa bao giờ. Nói vậy đó. Cho nên cái đó là nó là con nít rồi, mình người lớn mình phải suy xét lại cho cháu. Nó nói cái gì nó có thì mình mừng, cũng quan nghênh nó. Nó nói cái gì sai chệch rồi là mình cũng phải quan hỷ cho nó. Cái đó là mình không có nên chấp nhất nó. Nó là con nít mà, nó chưa đầy 5 tuổi mà. Dạ. Đó, nhưng mà cái thông minh của nó là tôi chịu. Dạ. Đó. Chẳng hạn tôi ngày xưa cũng vậy đó. Ngày xưa đó hen, sấm giảng của Đức Thầy mà đọc lên rồi là bữa trước bữa sau tôi nhớ rồi đó. Thứ nhất là ngồi trên võng, ngồi trên võng đưa mạnh chừng nào nó hăng chừng nấy. Lớn lên tôi mắc cỡ tôi bỏ chân á. Còn đi làm thầy, ông nào lên, bà nào lên, đọc bài thơ nào, đọc bài thiệu nào tôi nhớ chân. Tại lớn lên tôi quên, lớn lên tôi quê, tôi mắc cỡ tôi bỏ đó. Nó còn nhỏ nó vậy đó, nó lớn lên chút nữa nó mắc cỡ nó bỏ chân à. Cho nên nó nằm về cái tâm Phật, ông bà cha mẹ nó có vấn đề ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức, thì thành ra nó học theo đó, nó noi theo đó. Chứ cha mẹ ông bà của nó mà không có được đàng hoàng nó cũng không vậy thôi. Bởi vì người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con quan thì phải làm quan, con sải ở chùa thì quét lá đa. Nó trùng vô câu đó đó. Dạ. Cũng như con cũng được biết là Đức Phật cũng có nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Gần đây thì bé Thiền Lam có nói là bé sau này bé sẽ là Bồ Tát Như Lam. Như vậy thì theo như thầy thì những cái câu nói đó, nó có quan đường không? Hay là nó chỉ là bé nó nói gì là có đúng không thầy? Cái đúng cái sai đó để ngày sau con giải. Dạ. Chứ bây giờ không ai xác định cho nó được hết. Không ai xác định cho nó được hết. Nó là chỉ là nói chung cái nó là con nít, nó muốn nói sao nó nói. Dạ. Tại vì cũng từ những cái câu nói của bé đó mà rất là nhiều là những cô chú lớn tuổi bình luận ở trong những video hay hoặc là có nhắn tin cho con nói là bé là Bồ Tát tái thế. Thành ra là con muốn hỏi thầy để coi theo như thầy là có phải là Bồ Tát tái thế như những cái bình luận hay không? Cái bình luận Bồ Tát tái thế là do người lớn của mình bình luận thôi. Dạ. Còn con cháu nó còn nhỏ quá thì mình không nên chấp nhất nó. Yeah. Tại sao mình là đầu bạc hai ba thứ tóc trên đầu mình nói còn chê chịch. Còn con nít nó mới lớn lên nó mới hiểu thông suốt, mình hỏi nó mới nói thôi, chứ còn đầu lão Bình Dương không đưa lên cũng chẳng ai biết được chuyện gì đâu. Cho nên nó là cái đó là để mình học hỏi theo đó, cho con cháu mình học hỏi theo nó đó. Con ta mới có ba lớn đó mà ta biết ăn chay niệm Phật, ta nói những điều hay lẽ phải, ta nói về Phật pháp. Còn tụi bay mở miệng ra tục tiểu thô tục này kia nọ vân vân. Cái đó là mình phải nên chỉ cho con cháu mình học theo cái đó. Chứ còn mình đã lớn tuổi rồi thì mình không nên chấp nhất con cháu. Nó ăn chưa no, lo chưa tới, cái việc đời nó biết chưa tới đâu nữa. Nó chưa biết cái nói cái đó là phạm tội hay không nữa. Đó. Cho nên mình lớn mà mình đi chấp nhất con nít là mình thua con nít nữa. Nó vậy đó. Chứ tôi thì tôi ngưỡng mộ bé Thường Lam đó. Nhưng mà ở chỗ nào nhỏ quá nhỏ mà biết được cái chuyện đời tu hành này kia nọ vân vân các thứ. Nó nhớ được những cái chuyện đó. Cái bài chú Đại Bi đó tôi nói thiệt đó, tôi động tôi tụng một ngày không biết bao nhiêu lần mà nó còn dắp được một chữ, nó dắp được một chữ đằng trước nó chạy ra chữ tốt đằng sau, mà dắp nó đằng sau rồi nó chạy ngược ra đằng trước. Đó mà cháu nó đọc vẫn là chậm chữ. Tại vì mình tụng nhiều quá rồi mình hớp á thì nó hay nhảy. Còn cháu nó đi có một mực à, hỏi nó qua một cái rồi thôi, hỏi qua một cái rồi thôi. Nó không có, thành ra nó không có hớp. Còn mình á thì mình lớn rồi mình tụng á, nhiều khi mình tụng rồi cái mình gấp quá đi, cái thời gian gấp quá đi rồi thành ra mình hớp thì nó hay lộn tới lộn lui. Hay nhảy. Cái đó có cái không gì tới con nít mà đứa con nít nó làm gì được rồi mình phải ngưỡng mộ nó, chứ sao lại chi đi xe xua với nó, nói phải với quấy không được. Đó, tôi nói đây là tôi nói phân hai,
mình nên tôn trọng nó chứ không đừng có chê bai nó, đừng có thứ nhất là đừng có cười chê nó, thứ hai đừng có nói nó là Bồ Tát này kia kia nọ, cái đó là tự mình cho nó những bình luận vô đó rồi nói là cho nó là Bồ Tát, cho nó cũng đâu có nói đâu. Dạ. Đó. Còn khi nó nói á, khi nó nói đó, nhiều khi nó nói quá rồi mình vận động nó quá rồi nó tam sao thất bổn. Đó. Cho nên thôi chăm chế cho nó đi. Cho nó còn nó chưa được chưa đầy 10 tuổi mà. Dạ, mới có 4 năm tuổi thôi. 4 năm tuổi à. Cái thứ 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi còn chưa nên thân kìa. Không gì 3 4 tuổi mà nó biết được vậy cũng mừng cho nó thôi. Dạ. Tôi ủng hộ nó cái đó. Cũng nên là động viên để mà là cho cháu nó tiến triển trên con đường Phật pháp có thể à. Rồi. Còn mà nói cháu mà nó tự nhiên biết đó là tôi khẳng định là không có tự nhiên. Dạ. Thứ nhất là cha mẹ có cúng lại gì đó thì nó cũng dòm thọ nó học theo đó. Thứ hai là nó vấn đề mà mở kinh mở điển lên, mở pháp đồ lên, nghe pháp là mình mở lên là cháu nó nghe. Dạ. Nó học theo đó. Cái thông minh nó có, cái sự nghĩ, cái cảm nghĩ nó có, thì cái hiểu biết nó có, thì đó nó mới học được. Dạ. Cái đó, cũng là do cái nhân duyên sâu của cháu nó đã có nhiều tiền kiếp gieo duyên với Phật pháp rồi. Cho nên kiếp này là nó nghe rồi nó mau thuộc. Giống như còn vấn đề con nít tôi cũng nói luôn, không phải nào một mình Trường Lam không. Bao nhiêu đứa trẻ khác cũng vậy. Yeah. Lớn lên rồi á thì bắt đầu cha mẹ tập cho nó ăn cái hồi mà nó mới ăn sữa mà cháo nghiền á. Dạ. Nếu mà ăn sữa mà để ăn cháo nghiền á, uống sữa rồi ăn bột á, thì thôi. Rồi nếu không có ăn bột nó rồi qua ăn cháo nghiền. Cháo nghiền mà để cá chà bông vô rồi nó ăn, ban đầu nó ội với nó quen rồi. Dạ. Ăn, không có mùi cá nó không chịu, không có mùi thịt nó không chịu. Dạ. Còn có đứa đó thì cho ăn bột không à, thì xây qua và thấy con mình ăn cơm xong cái trên cái mình múc muỗng đường để vô cái nó kê nó ăn, mà để cá vô nó tanh nó không chịu ăn, nó ăn với đường. Dạ. Đó, đó là thường khi luôn, 100 đứa hết 80 đứa vậy rồi nó. Cho nên mình không nói được cái chuyện đó, cái chuyện đó là chuyện của mình cho nó ăn cho nó không tự đó. Yeah. Cho nên ăn với đường nó quen rồi, và ăn nước tương, cái mùi nước tương nó quen rồi, ăn qua một cá là nó tanh liền, nó không có chịu ăn đó. Nhưng mà mấy đứa cháu tụi đây cũng vậy đó, hồi đó nó ăn đường với đường không à, rồi nó ôm tâm ôm teo rồi hù nó, rồi nhát ma nó ăn ghét hạnh ma vậy đó, cái nó sợ nó ăn. Yeah. Nó là mình ép buộc cho nó ăn, cho nó thật sự ra là ăn với đường rồi ăn nhiều hơn mà không có sức khỏe. Yeah. Đó, nó vậy đó. Chứ còn mà còn thằng con nít nó nói vậy nói kệ đó thì mình chăm chế nó đi. Còn tôi thấy từ cái ngày mà Độc Lạ Bình Dương đưa lên rồi đó, có nhiều ông già bà cả cũng là xe xua với bé Từ Lam này, nên điều đó đều không đúng. Dạ. Yeah, cũng như sân si ha. Cái mình sân si tới ông thầy chùa mà cũng còn sân si với bé Từ Lam đó. Yeah. Nó là con nít tôi phải nói bậy. Tôi dám nói á, con nít tôi phải nói bậy thì mình phải chăm chế cho nó chứ. Dạ. Yeah. Mình lớn rồi mình còn nói sai thế nè, đừng nói con nít. Rồi lên nói gì phải tổn thọ. Tôi nói thiệt á, tôi mà làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà của bé Thường Lâm là tôi thừa mấy người của cháu tôi á. Yeah. Gũa là gũa câu nào? Gũa tổn thọ. Yeah. Nó mới có ba lớn rồi mình nào mình gũa nó. Mình phải học nó thông minh, mình hiểu nó thông minh. Sao lại gũa nó? Dạ. Yeah. Dạ yeah, thì còn... tôi thấy là... gần đây thì bà con người ta cũng giống như là cũng phát tâm mà cho gạo đó thầy. Theo cái sự mà cũng bé Thằng Lam nó cũng nói nửa đùa nửa thật với anh Phú Độc Lạ Bình Dương á, là chú muốn sống thọ thì chú phải phát là 1.000 ký gạo đó. Thì sau đó là anh Phú anh phát rồi thì bà con người ta cũng nghe từ cái câu nói đó của cháu mà người ta phát tâm rất là nhiều đó. Cho nên thầy thấy là một cháu bé nhưng mà nó có phước thì nó nói người ta mới nghe. Chứ bây giờ mình không có phước, mình đi xin 10 cái gạo ta không cho nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái việc mà con nít nó nói. Yeah. Thì nó nói tại vì nó thấy mình làm phước, mình cho gạo này kia kia nọ vân vân, thì nó đã thấy đó rồi, nó cũng kêu mình cho gạo. Chứ theo tôi á, theo người lớn mình nhận xét á, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Dạ. Yeah. Chứ không ai cứu cho ai được. Bây giờ đó tôi cứu, tôi giúp cho 1.000 ký gạo tôi cho rồi, mà bây giờ anh em của tôi không có được gạo ăn đây rồi sao đây. Cho nên nó nói thì nó nói, kệ nó đi.
mình theo cái khả năng của mình. Dạ. Chứ nếu mà đi ra mỗi một người mà muốn cầu danh cầu lợi mà cho 1.000 ký gạo này thì ai cũng cho hết à, nó sống thọ. Dạ. Đúng không? Cái đó là phước không qua trời, không nói được cái vụ đó. Yeah. Còn cháu nó nói gì nó nói kệ. Tại vì mình làm phước nó bắt chước nó nói theo. Yeah. Đó. Cho nên nó đâu có ấy đâu. Tôi nên nhớ rằng ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy đắc, thấy không? Bây giờ tôi làm thầy mà tôi lường gạt bá tánh vạn dân đây rồi, ai ở tù cho tôi? Tôi làm bậy tôi ở tù, có ai xin được cho tôi đâu. Mà bây giờ những anh em bà con cô bác mà bị tôi gạt rồi mà có dung bón cho tôi không? Có dung thứ cho tôi không? Dạ. Không. Đúng không? Cho nên nói cái đó là mình không có nhận được cái câu đó đâu. Thì mình làm phước, mình nói sao thì con nít nó nghe, nó học theo vậy thì nói vậy. Nó có. Còn trên đời, cõi đời này ai làm tội ai làm nó chịu. Còn ai ăn thì nó no, ai tu thì nấy đắc. Đó, bây giờ ăn dùm gì là có nè. Bây giờ đó tôi thiếu gạo thiếu cơm, Tướng Dũng ăn thì không hết, hiểu không? Cái bữa ăn của Tướng Dũng ăn không hết, rồi ăn tiếp với tôi, thầy tôi chia, tôi ăn hết, ăn thì ăn không hết. Yeah. Rồi tôi chia ông ăn tiếp thì tôi, thì cái đó được. Dạ. Yeah. Nó được. Chứ còn mà nói mà ông ăn dùm tôi đói quá đói, tôi ăn không được, ông ăn dùm tôi đi. Ăn thì tôi no chứ ông đâu có no. Có đồ ăn không hết tôi ăn tiếp được. Còn mà ăn dùm cho ông mà để ông no là không được. Dạ. Yeah. Cho nên ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Còn mà vấn đề mà làm phước mà để cho tăng tuổi thọ này kia nọ đó, theo tôi được thấy không có, tôi xác định không có. Tại vì tôi có chứng minh rồi. Dạ. Yeah. Chứng minh sao thầy? Chứng minh như thế này, bà úm của tôi á là xui gia với bà nội tôi. Ở đầu tiên, con của bà ở bên Mỹ, cháu bà ở bên Mỹ gửi thầy tiền về để làm phước cho mẹ hết bệnh, rồi xin tuổi thọ giảm con mười, mỗi một đứa đó là giảm từ 20 tuổi thằng cho mẹ sống. Dạ. Yeah. Đặt cái bàn ra giữa trời giấy luôn, cho mẹ con sống đi, cho con xin giảm tuổi thọ. Cái số con được 80 tuổi, nay con xin sống 60 tuổi, con để 20 tuổi cho mẹ con sống. Có được đâu. Phước phần mỗi người ha. Cái phước phần là do mỗi người. Dạ. Yeah. Có ai mà mang cái ai mang đôi dép số 42 mà giờ bây giờ mà đưa dép 43 vô mang được đâu. Mà đưa dép 42 mà đưa dép 41 mang được đâu. Số nào nó nằm số đó. Cho nên không có đó cãi trời, cãi gì được, cãi cái gì được, cãi trời cãi không được. Như vậy đó. Cái chuyện gì cũng được hết, nhưng mà cãi số là cãi cũng không được. Mà con cái cãi số mà số của mình sống 60 tuổi mà mới 40 tuổi mình tự giận mình chết đó. Cái đó là gọi là cãi số. Có cãi số đó được chứ còn không có cãi số nào được hết. Cho nên những lời của cháu nó nói mình lớn rồi mình phải hoan hỷ cho nó, hiểu không? Chứ không nên chấp nhất nó không gì hết. Cho nên trong gia đình, trong nhà mình, ông bà của nó có người cúng lại, có người dược kinh Phật Pháp gì đó vân vân. Thành ra cháu nó hướng gì đó. Cũng như là cuộc đời của tôi hồi nhỏ cũng vậy. Tôi cũng theo bà nội, tôi cũng làm ông linh bài xuống thiếu gì. Mà tôi theo tôi mới biết, chứ thứ nếu tôi không theo làm sao tôi biết. Yeah. Mà những người bây giờ là học thấy tôi làm vậy là học tính học theo tôi để làm. Nhưng mà trong sách tôi biên ra đó chứ đâu biết, đâu thấy cách tôi làm đâu không biết. Yeah. Mình, muốn học đó, mình muốn học đó phải từ cái cách thực hành đó. Cái cách thực hành mới, yeah, mới biết được. Vừa lý thuyết vừa thực hành. Đó. Cũng như bây giờ mình đi học cái bằng lái xe mà bây giờ đưa cuốn sổ không mà học đi, học tới chiều cũng chưa gặp cái gì nữa. Cho nên ra ông thầy ông mới lý thuyết, ông mới giải từ chữ, từ nghĩa, từ cái ô nào về ô nào. Mình mới hiểu được, mình nhận định được. Đó, yeah, là thành công, là đậu rồi. Tôi hồi đó cũng vậy đó. Mà nhỏ này nó lớn lên là nó mắc cỡ, nó bỏ nha. À, nếu như mà cháu nó không có tiếp xúc với cái môi trường Phật Pháp mà thường xuyên
thì một thời gian sau là cháu nó sẽ lãng quên, hay hoặc lãng là quên, nó sẽ theo mắc đời, cỡ nó bỏ. nó sẽ theo đời là coi như là nó sẽ mất đi cái hạt giống từ bi của Phật pháp. Đúng rồi. Nếu như mà cháu nó vẫn tiếp tục gần với những bậc thầy trí thức như các thầy hay hoặc là các đồng đạo mà chuyên tu về Phật pháp đó, thì cái hạt giống này nó sẽ nảy nở và nó sẽ đâm chồi nảy mộc, nó sẽ đúng tốt rồi. Đẹp hơn nữa. Bởi tôi mới nói là cần mật thì đen, cần đèn thì sáng. Yeah. Nó theo con đường Phật pháp thì nó rất là hay, như bé như ý á. Yeah. Đúng không? Nó cũng ở đâu ra, cũng từ căn gốc, từ trong bà ông bà cha mẹ nó đi ra. Yeah. Rồi nó hiểu, tìm hiểu được rồi đó, dần những bé như ý nói chuyện cũng định thạo thành thạo, thấy không? Ừ. Bé Đấy. Như ý thì cũng từ nhỏ cũng đã đi nó đạo nó pháp, nó cái gì nó phải khởi từ cái tâm, nó khởi từ cái thời nhỏ tới lớn. Yeah. Cái tre nó tốt mà nhờ cái gì, nhờ măng, mà măng lên tốt mà cái gì nó cũng tốt. Yeah. Nó vậy đó chứ không có gì hết. Tại vì những người sân si, những người thấy cháu như vậy rồi làm. Nhưng mà mình nên nhớ, mình đầu bạc hai thứ tóc, râu dài tới gúng. Mình đừng trách cháu. Cháu nó nói gì, mình phải là xây dựng nó lại. Cái gì mình ăn sáng được cho nó ăn sáng. Nó chưa đầy 6 tuổi, nó có 5 tuổi, 4, 5 tuổi gì à. Dạ. Nó chưa được cái gì hết trơn á. Chưa ra mẫu giáo, chưa gì hết trơn. Đó. Cũng như con bé Xuân Mai, thấy không? Nó nằm trong cái ca hát, tới chừng nó vô ca hát, thấy không? Ừ. Coi như là cái gì nó nằm khuôn nào, nó vô khuôn nào là nó chịu khuôn đó. Cái đam mê, trí não nó nhớ, thông minh. Nó mình khen cái đó thôi. Chứ còn mà bắt lỗi cháu là Phật tái thế ha, này kia kia nọ vân vân, cái đó mình không nên. Yeah. Nhiều khi nó đi qua cầu đầu thai, mà cái đầu thai với cái tái sanh là có một hả? Đúng không? Yeah. Nhưng mà mình cái người phàm, mình phàm phu, mình gọi là đi đầu thai. Yeah. Trong khi mình đi đầu thai á thì mình không ăn cháo lú thì cái gì nó cũng nhớ hết trơn. Rồi mình ăn cháo lú rồi cái gì cũng quên hết trơn. Yeah. Nó vậy đó. Thử thời bà con, tôi nói đây đi rồi cho bà con trong nước ngoài nước cũng nghe cái câu này luôn. Khi nào mình đi nằm chiêm bao, mình đi ăn uống ha, là mình đi đầu này đầu nọ cái gì đó vân vân. Rồi mình thấy lại chỗ này ăn uống rồi chân. Giấc mình thức dậy rồi là quên, không nhớ gì hết. Còn mình đi chùa, đi miễu, đi đây, đi đó, đi về, đi cứ bằng từ cái lắc giác mà mình ngủ mà cho tới mình thức á, là mình nhớ sạch chân, là mình không có ăn cái gì hết trơn, là nhớ. Dạ. Yeah. Đó, tôi nhắc cái đợt định chiếc bao của mình thôi. Khi mà mình đi dọc đường, dọc xá, ăn uống gì đó rồi là giấc mình thức dậy quên, không còn nhớ gì hết. Mà khi mà mình thấy mình không ăn cái gì hết trơn, mình giấc mình thức dậy mình nhớ, rồi tôi gặp đó sao, giờ kể y gan chứ. Nó vậy đó. Yeah. Bởi vì chiêm bao linh và không linh là hai cái đó đó. Cái linh là mình không ăn cháo lú, mình không có ăn cái gì đó thì mình nhớ, gọi là linh. Còn mình ăn rồi mình quên, gọi là ăn cháo lú. Yeah. Cho nên đi đầu thai, khi mà người ta cho mình đi lên cửa đầu thai rồi đó, là bắt đầu mình ăn cháo lú, đều ăn cháo lú hết. Ai đi qua cửa đầu thai là phải ăn cháo lú hết. Rồi lên trên cõi đời này mình mới học lại từ đầu cho tới chết. Và cho nó trẻ khôn qua già lú lẫn mà vậy. Thì trở về già cái lú quên chân à. Dạ. Thôi để kết thúc video này thì thầy có thể cho cháu Tường Lam như gia đình một cái lời khuyên là sắp tới này là cháu nên làm gì để tiếp theo. Thì bây giờ cái việc của cháu nó hiểu biết thì mình không nên chấp nhất cháu. Dạ. Còn cái việc mà trong gia đình, thôi đúng khuyên trong gia đình như thế này. Bây giờ đó nó cũng lên đạo cộng đồng mạng nó xôn xao rồi, thì bây giờ ở gia đình của mình con cháu nó nhỏ quá, mình đưa lên để cho những bà con cô bác anh em con cháu sau này nó học hỏi theo với Tường Lam, để học hỏi theo vấn đề Phật pháp nó ăn hiền ở lành. Nhưng mà nó nhiễu quá rồi thì bây giờ thôi đi, đừng có cho lên nữa. Yeah. Đừng cho lên nữa để chứ không, những ông già bà cả của xã con cháu mình, tôi thấy những người đó mà của xã con bé này tôi cũng không đồng ý nữa. Đóng đi anh, đóng vai như tôi là tôi kiện là mấy người đó đó. Tại vì nó có quay lên clip mà. Yeah. Cho nên không nên, thôi bây giờ đó là tôi khuyên, giờ con cháu mình thông minh quá, có vậy rồi thì mình cũng mừng đi, là nhiều được rồi. Thì hai nữa là dưỡng cháu, đừng có cho nó xa ngã quá rồi gửi cái nó bại não, nó tội nghiệp nó. Nó ăn sâu về trong cái tâm não nó quá. Yeah. Nó tội nghiệp nó.
rồi không có ăn học gì được đó. Còn cái thứ ba nữa là đừng, gia đình đừng có cho lên nữa. Dạ, coi như khuyên là... vậy thôi, chứ còn nói cái gì mà đụng chạm mít lòng thì không dám nói. Dạ, dạ. Vì con cháu nó nhỏ tuổi quá, nó mới có 4-5 tuổi mà nó thông minh được cái này là tôi rất là mừng. Vì không ai mà tìm hiểu gì được Phật pháp đâu. Yeah. Nói cái chuyện ăn nhậu hay nói chuyện cờ bạc hay là nói chuyện xã hội này kia nọ thì nó ham, chứ còn cái chuyện Phật pháp này không ai đâu bao giờ đâu. Mà con nít mới có 4-5 tuổi mà nó đi nó hiểu gì Phật pháp thì cái đó là cũng là mừng cho cái đất nước của mình, là nó có một đứa bé nhân tài. Yeah. Thấy không? Họ hiểu về Phật pháp. Có nhiều khi những ông thầy mà làm cũng chưa, nói cũng chưa được như nó nữa. Yeah. Kinh chú cũng chưa thuộc như nó nữa. Nhưng mà nó rồi cái minh mẫn thì mình mừng vậy thôi. Dạ, dạ. Chứ đừng có ấy quá rồi tội nghiệp cho nó. Dạ, cảm ơn thầy. Nãy giờ thì bà con mình đã nghe qua là chia sẻ của thầy Hải, nói rất là công tâm, từ những cái câu chuyện của bé cũng như là một số cô chú anh chị lớn tuổi có những cái lời khiếm nhã hơi nặng nhẹ bé thì cũng hoan hỷ. Từ đây sắp tới mình cũng bớt cái khổ nghiệp lại để mà mình lo tịnh dưỡng, là tịnh tâm để tu học. Còn một đứa cháu bé như thế, nó có một cái trí thông minh và khuyên bà con mình hướng thiện Phật pháp, làm lành đánh dữ, thì đó là một cái điều mà mình cần phải nên là động viên và khích lệ tinh thần để cho cháu nó sau này lớn lên có thể là phát triển tốt hơn về là Phật pháp, để mà làm gương cho nhiều đứa trẻ khác nữa. Đúng rồi. Mà thậm chí không phải những đứa trẻ mà luôn cả những người lớn của chúng ta thấy những cái điều thiện, những điều lành, mình cũng phải học hỏi thầy. Mình đâu phải là mình lớn mà mình bỏ những cái điều thiện, điều lành, thì cháu nó nói những cái điều tốt đó thì mình cũng nên là động viên để mà khích lệ tinh thần của cháu, và cũng không nên nói những lời làm cho là cháu nó còn nhỏ mà đôi khi nó có một cái cú sốc gì đó thầy, là nó có thể bị trầm cảm đến lớn luôn á, đến lớn luôn á, nó cũng tội nghiệp cho nó ha. Đúng rồi. Và qua đây thì cũng cảm ơn thầy đã chia sẻ và cầu chúc cho bà con chúng ta luôn luôn được sức khỏe, bình an và lúc nào cũng được gặp nhiều may mắn. Giờ đây Tiến Dũng và thầy Hải xin thân ái mến chào và xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.